Chiều ngày 28 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 15 bị cáo trong vụ án nâng giá cây xanh tại Hà Nội, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cộng với tổng mức án 12 năm tù của 3 bản án trước đó, ông Chung lĩnh 13 năm 6 tháng tù. Ở nhóm bị cáo mang tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tòa tuyên bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu chủ tịch công ty Cây Xanh Hà Nội và Nguyễn Xuân Hanh, cựu tổng giám đốc công ty Cây Xanh Hà Nội, cùng bị phạt 6 năm tù. Bùi Phương Thảo, cựu kế toán trưởng công ty Cây Xanh Hà Nội 4 năm tù. Đỗ Quang Tiến, cựu phó giám đốc công ty Cây Xanh Hà Nội 4 năm 6 tháng tù. Bùi Văn Mận, cựu giám đốc công ty Sinh Thái Xanh 7 năm tù. Hoàng Thị Kim Loan, cựu phó giám đốc công ty Sinh Thái Xanh lĩnh 5 năm tù. Với tội buôn lậu, tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Đình Văn, cựu giám đốc công ty Hoàng Anh Phát 8 năm tù. Các cá nhân gồm Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu giám đốc công ty Vì Nhân Dân, công ty Xanh Hòa Lạc 3 năm 3 tháng tù. Kiều Thị Thúy, kế toán công ty Xanh Hòa Lạc và công ty Vì Nhân Dân 30 tháng tù. Đỗ Khắc Tú Anh, cựu phó trưởng phòng tài chính kế toán, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội 3 năm 6 tháng tù. Bốn bị cáo được hưởng án tù treo là Nguyễn Thị Ngọc Lâm, thẩm định viên, công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam và Đỗ Anh Tuấn, cựu giám đốc ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, cùng bị tuyên 3 năm tù, hưởng án treo. Bị cáo Đỗ Thị Hạnh và Nguyễn Thị Ngữ, cùng là kinh doanh tự do, cùng bị tuyên 24 tháng cho hưởng án treo. Theo bản án, tháng 6 năm 2016, bị cáo Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan thành lập công ty Sinh Thái Xanh để thực hiện các hợp đồng trồng cây xanh ở Hà Nội. Do quen biết từ trước với Nguyễn Đức Chung, Mận được ông Chung tạo điều kiện giúp trúng thầu, dù công ty này không đủ năng lực. Chiều ngày 28 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ nhóm cựu công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh giải cứu nhóm tàn trữ, mua bán ma túy với phần luận tội và đề nghị mức án của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, mức án từ 7 đến 8 năm tù. Bị cáo Phan Văn Hòa, bị cáo Lê Văn Quý, cùng là cựu phó trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, mức án từ 5 đến 6 năm tù, đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng với mỗi bị cáo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Trong đó, bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, là người đưa ra chủ trương thành lập hai tổ công tác, là người chỉ đạo bắt các đối tượng liên quan ma túy, chỉ đạo không xử lý đối tượng theo quy định và yêu cầu gọi người nhà của các đối tượng tới chung chi tiền cho mình. Ngày 28 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết vừa nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị chiếm đoạt 10 tỷ đồng khi tham gia nhóm hẹn hò, câu lạc bộ Mỹ Nhân Love trên Telegram. Nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận phần hoa hồng từ việc nạp tiền. Sau khi kích hoạt thẻ thành công, các đối tượng lấy lý do báo lỗi hệ thống, yêu cầu nạn nhân liên tiếp chuyển gần 40 lần với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Do không rút được tiền, nạn nhân được giới thiệu lãnh đạo cấp trên của câu lạc bộ hỗ trợ rút tiền trực tiếp tại ngân hàng. Tại đây, các đối tượng thông báo nộp 500 triệu đồng để được hợp thức hóa số tiền, nạn nhân chuyển tiếp 320 triệu đồng, sau đó tiếp tục được yêu cầu chuyển 590 triệu đồng để bảo mật nguồn tiền. Các đối tượng thông báo, nạn nhân sẽ rút được 82% tổng tiền đã nộp, nhưng phải thanh toán phí bồi thường. Lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Theo Công an thành phố Hà Nội, để phòng tránh, người dân cần tìm hiểu về ứng dụng hẹn hò khi muốn tham gia, không tham gia vào các hoạt động diễn đàn, hội nhóm mang tính chất đồi trụy trên không gian mạng. Ngày 28 tháng 8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã nhận được đơn của người nhà sản phụ T, 31 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu, phản ánh việc thai nhi 34 tuần tuổi, con chị T tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu, gọi tắt Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ, do ekip điều trị của bệnh viện này tắc trách. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ cho biết, bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác ekip bác sĩ, điều dưỡng trực có liên quan, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Theo anh H, 37 tuổi, chồng của sản phụ T,
Tối ngày 21 tháng 8, anh đưa vợ mang thai 34 tuần vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ để kiểm tra sức khỏe. Lúc đó chị bị nôn ói. Bác sĩ đã thực hiện các bước như đo huyết áp, siêu âm thai nhi, siêu âm tim. Vợ chồng anh chọn ở lại bệnh viện. Theo anh H, từ 23 giờ ngày 21 tháng 8 đến khoảng 3 giờ ngày 22 tháng 8, tình trạng nôn ói không thuyên giảm, chị T được truyền nước, thở oxy, siêu âm. Sau khi có kết quả siêu âm, bác sĩ kết luận không có tim thai. Sau đó, bác sĩ đề nghị anh H ký vào hồ sơ xác nhận tình trạng bệnh của vợ anh để tiến hành phẫu thuật và thông báo tim thai không còn, không xác định được nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, thai nhi tử vong. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ đã họp khẩn hội đồng chuyên môn. Kết quả bước đầu xác định, sản phụ T nhiễm cetin acid do đái tháo đường type 2 chưa điều trị, tăng kali máu nặng, biến chứng thai lưu. Hiện Sở Y tế Bạc Liêu đang chỉ đạo thanh tra của đơn vị xác minh, làm rõ vụ việc. Chiều ngày 28 tháng 8, ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng nay công nhân lái máy xúc giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường nội vùng du lịch Xuân Thành, xã Xuân Thành, bất ngờ phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất gần 1 mét. Lực lượng chức năng xác định quả bom này còn sót lại sau chiến tranh, đường kính khoảng 50cm, chiều dài gần 1,6 mét, cân nặng khoảng 250kg. Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức vận chuyển đảm bảo an toàn quả bom đến khu vực thao trường bắn xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành hủy nổ theo quy định. Ngày 28 tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về kết quả điều tra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 18 tháng 8 tại tiệm vàng Phương Liên, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, lực lượng đã bắt giữ được đối tượng Lê Duy Anh Quân, 27 tuổi, ở phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng nêu trên. Điều tra ban đầu, cơ quan công an làm rõ, trưa ngày 18 tháng 8, Quân đến cửa hàng vàng Phương Liên cướp 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Công an tỉnh Hưng Yên làm rõ, thời điểm gây án, Quân đang trong thời gian chấp hành án phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản, do Tòa án Nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tuyên phạt vào năm 2022. Sau khi bị bắt, đối tượng Quân còn khai nhận vào trưa ngày 12 tháng 8, Quân cùng Hồ Ngọc Bắc, 28 tuổi, xóm 3A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thực hiện trộm một điện thoại trị giá khoảng 11,5 triệu đồng của một người dân tại thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm.